Nước ta có nguồn cây thuốc nam rất phong phú và quý hiếm, tuy nhiên qua thời gian quá trình khai thác sử dụng không được chú trọng nuôi dưỡng và bảo tồn ngày một mai một và mất đi nhiều. Những cây thuốc nam này có những thành phần thảo dược chữa bệnh rất quý hiếm không phải nơi đâu cũng có nên rất cần được quy hoạch. Sau đây là các loại cây thuốc nam quý, hiếm cho người Việt yên tâm sử dụng mà Dược liệu Tuệ Linh chú trọng và phát triển. Cà gai leo. Giới thiệu về cà gai leo. Cà gai leo tên khoa học là Solanum procumbens, hay cà gai leo còn có tên gọi là cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lụ, cà bọ, cà hải nam, cà quạnh, quánh, gai cường. Cà gai leo là loài thực vật thuộc họ Solanaceae. Loài này phân bố ở các tỉnh miền Bắc cho đến Huế tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc. Tác dụng của cà gai leo. Cà gai leo là một vị thuốc nam quý được y học cổ truyền ghi nhận về tác dụng ổn định và tăng cường chức năng gan, rễ, cành lá và cả quả. Thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có khi dùng tươi. Rễ cây có chứa tinh bột và nhiều chất hóa học khác như alkaloid, glycoalkaloid, có khả năng bảo vệ tế bào gan rất tốt, kiềm hãm và làm âm tính virus viêm gan, ngăn chặn quá trình xơ gan, dùng điều trị các bệnh liên quan đến gan. Bạn có thể dùng cà gai leo khô sắc uống hàng ngày, hoặc dùng các loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cây cà gai đều được cà gai leo có tác dụng vô cùng to lớn trong việc chữa bệnh gan và hỗ trợ trong điều trị ung thư giảo cổ lam. Giới thiệu về giảo cổ lam. Giảo cổ lam có tên khoa học là King of Emapentophyllum, hay còn gọi là cổ yến, thư tràng năm lá, dây lõa hùng, trường sinh thảo hoặc thất diệp đảm, ngũ diệp sâm. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện cây GCL ở vùng núi Phan Xipang, Sapa, tỉnh Lào Cai, vùng núi đá vôi của tỉnh Hòa Bình, và xác định đúng là cây King of Emapentophyllum là loại giảo cổ lam năm lá, ngũ diệp sâm. Đây là loại giảo cổ lam rất quý hiếm, mà các quốc gia như Nhật Bản và Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng. Tác dụng của giảo cổ lam. Giảo cổ lam có những tác dụng chính như giúp bình ổn huyết áp, chống kết tụ tiểu cầu, làm tan huyết khối, ngăn ngừa xơ vữa mạch, các tai biến về tim, mạch, não, chống lão hóa, ngăn ngừa stress, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, ngăn ngừa ung thư não, phổi, dạ dày, thận, vú, tử cung, da, tuyến tiền liệt, tuyến giáp. Giảo cổ lam giúp bệnh nhân sau phẫu thuật chứa tia xạ, truyền hóa chất ăn ngủ tốt, mau hồi phục sức lực, làm giảm đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường, giúp giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra, làm tăng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ gan khỏi tác hại của hóa chất, rượu. Điều trị các trường hợp viêm phế quản mãn tính, mất ngủ, béo phì. Giảo cổ lam năm lá đăng sâm. Giới thiệu về đăng sâm. Cây đăng sâm có tên khoa học Sanvia mantio hijabang, thuộc họ hoa Molamiaceae elavite. Nó còn có tên gọi khác là huyết sâm, xích sâm, huyết căn. Đăng sâm là một loại cỏ sống lâu năm, là một chi lớn trong họ Lamiaceae, phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới ấm và cận nhiệt đới. Đăng sâm là cây thuốc nhập nội, ưa khí hậu nóng và ẩm, được trồng chủ yếu ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Ở Việt Nam có 4 đến 5 loài, trong đó đăng sâm là cây nhập nội. Cây đăng sâm trồng ở nước ta có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cây trồng ở trại thuốc Sapa, VDL tỏ ra thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới vùng núi cao. Một số cây đưa xuống trại thuốc Tam Đảo, VDL sinh trưởng kém hơn. Đăng sâm chưa được đưa vào sản xuất. Những cây còn lưu lại ở Sapa chỉ có ý nghĩa để giữ giống. Công dụng chính của đăng sâm. Rất nhiều các nghiên cứu cho thấy đăng sâm có khả năng cải thiện vi tuần hoàn, làm giảm mạch động mạch vành, tăng dòng máu và ngăn ngừa thiếu máu cơ tim. Đăng sâm là một vị thuốc còn dùng trong phạm vi nhân dân để làm thuốc bổ cho phụ nữ chưa chồng da vàng, ăn uống thất thường, chữa tử cung xuất huyết, kinh nguyệt không đều, đau bụng, các khớp xương sưng đau. Còn dùng chế thuốc xoa bóp. Đăng sâm còn được dùng chữa phong thấp khớp sung tấy, thần kinh suy nhược, nhức đầu, mất ngủ, ngăn ngừa xơ vữa mạch, chống oxy hóa, chống viêm.
cây đan sâm xem thêm, công dụng và cách dùng. Của đan sâm hà thủ u có hai loại hà thủ có nhiều tác dụng chữa bệnh và rất quý. Trong danh mục cây thuốc nam đó là hà thủ u đỏ và hà thủ u trắng. Giới thiệu hà thủ u đỏ, tên khoa học Polygonum multiflorum thâm. Tên gọi khác, dạ dao đằng, má ỏn, măng măng ón, khu lình. Tên nước ngoài, Many Flowers Notice, Multi Flowers Notice, Anh, Friend OEM Multiflores, Pháp. Hà thủ u phân bố rộng rãi ở nhiều nước cận nhiệt đới và nhiệt đới. Ở Việt Nam, có một loài là cây hà thủ u đỏ. Trên thế giới, hà thủ u đỏ có ở Trung Quốc, Bắc Lào, Nhật Bản và Ấn Độ. Ở Việt Nam, hà thủ u đỏ chỉ có ở một số tỉnh vùng núi cao phía Bắc. Cây mọc nhiều ở Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La. Hà thủ u đỏ được trồng chủ yếu ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Công dụng hà thủ u đỏ. Hà thủ u đỏ được sử dụng làm thuốc. Hà thủ u đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ít huyết, khỏe cơ cốt, đen sầu tóc. Do chứa lecithin nên có thể dùng trong suy nhược thần kinh và bệnh về thần kinh, giúp sinh huyết dịch, bổ tim, giúp cải thiện chuyển hóa chung. Do chứa anthraquinone nên kích thích co bóp ruột, kích thích tiêu hóa, cải thiện dinh dưỡng. Hà thủ u đỏ có tác dụng nội tiết kiểu oestrogen, tác dụng kiểu progesterone nhẹ trên nội mạc tử cung, chống co thắt phế quản, làm giảm cholesterol và triglyceride huyết thanh, ức chế sự tăng lipid máu và làm chậm sự phát triển xơ mỡ động mạch. Cây hà thủ u đỏ xem thêm, hà thủ u có tác dụng gì? Với sức khỏe con người, hà thủ u trắng mô tả hà thủ u trắng. Hà thủ u trắng còn có tên là mã liên an, dây mốc, cây phú bò, dây sừng bò, cây sữa bò. Tên khoa học của hà thủ u trắng là Streptococcus juventus, Lamer, họ thiên lý ASCLEPIADACEAE ở nước ta. Hà thủ u trắng có mặt ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, chủ yếu ở vùng Trung Du và núi thấp. Hà thủ ô trắng là cây ưa ẩm, ưa sáng, nhưng cũng chịu hạn, chịu bóng rất tốt, thích hợp với nhiều loại đất trừ nơi úng ngập mặn. Trên thế giới, hà thủ ô trắng phân bố ở các nước vùng nhiệt đới. Công dụng của hà thủ ô trắng. Củ hà thủ ô trắng vị đắng, tính mát, có tác dụng bổ máu, bổ can thận. Theo kinh nghiệm của các lương y Việt Nam, củ hà thủ ô trắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa sốt nóng, sốt rét, cảm sốt ra nhiều mồ hôi, giúp kích thích nhẹ sự co bóp của hệ tim mạch, co mạch ngoại vi. Kích thích hệ hô hấp nhưng không làm thay đổi huyết áp trong cơ thể, tăng cường hoạt động của hệ đường ruột, giúp lợi tiểu, an thận nhẹ, hạ nhiệt cơ thể, tăng cường sức khỏe, tăng cân. Hà thủ ô trắng xem thêm. Hà thủ ô trắng sâm cau mô tả qua về sâm cau. Sâm cau tên khoa học là cơ căng Icoochioidisca rtn, họ thủy tiên. Sâm cau còn có tên khác là tiên mau, ngải cau. Sâm cau mọc phổ biến ở nhiều tỉnh miền Bắc nước ta, thường gặp ở những đồi có ven rừng núi. Hiện nay cây mọc nhiều ở các tỉnh như Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Nam. Tác dụng của sâm cau. Sâm cau điều trị liệt dương cho tinh khí lạnh, yếu sinh lý, thần kinh suy nhược. Sâm cau giúp tăng cường chức năng sinh lý của nam và nữ giới, bổ thận tráng dương, kiện cân cốt, cốt tính tăng cường sức khỏe. Sâm cau xem thêm. Sâm cau cây mật gấu mô tả cây mật gấu. Cây mật gấu hay còn gọi là hoàng liên oro, mã hồ có thể cao 4-6 mét. Lá cát hình lông chim lẻ, mọc so le, dài 20-40 cm, mang 11-25 lá chét cứng không cuống, hình trái xoan hẹp, dài 6-10 cm, rộng 2-4,5 cm, gốc tròn, đầu lá nhọn như gai, mép có răng nhọn, cân 93. Lá kèm nhọn, như hai gai nhỏ. Tác dụng cây mật gấu. Cây mật gấu có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các triệu chứng về bệnh rối loạn tiêu hóa, đường ruột, đau nhức xương khớp, tê thấp. Tác dụng mát gan, phòng và chữa sỏi mật, giảm đau lưng và thấp khớp, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, sản phẩm có tác dụng tiêu mỡ, viêm đại tràng, giả rượu, dùng lâu dài có tác dụng chữa bệnh béo phì và bệnh gút, những căn bệnh rất phổ biến trong đời sống hiện đại.
Xem tiếp tham khảo, tổng hợp cây thuốc nam cho người Việt phần 2 bài viết trên đã đem đến cho các bạn những thông tin về các cây thuốc nam quý hiếm được dược liệu Tuệ Linh đầu tư phát triển từ khâu quy hoạch trồng đến sản xuất được bằng nguồn dược liệu sạch được kiểm soát và khẳng định chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đúng quy định các tiêu chuẩn mà WHO đã khuyến cáo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Để tìm hiểu thêm về các cây dược liệu quý hiếm, cũng như tham khảo cách dùng và muốn mua những loại dược liệu ấy, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.